Và đây chiếc loa khủng long mình đã nói với quý vị ở đây. Chiếc này thì tay này thì nó hơi nặng bởi vì nó là 25 bát 25 trôi. Mà quý chị có thể thấy trên màn ảnh cái này, chúng ta thấy là hai cái bát hai bên này, 25 này. Đó, một cái tép kè 250 ở giữa này. Đó. Rồi, một vòng cho quý chị xem. Đây một vòng nha. Quý chị xem cái thiết kế cái này rất là hầm hố nha. Anh này nhìn rất là gọi là bạo đó. Đây, quý chị thấy không? Lưới là lưới sắt sơn chống rỉ đó, vỏ thì vỏ gỗ sơn sần đó, chống trầy xước này, chống thấm nước trầy xước đó, và bảng điều khiển nằm phía trên. Ở đây chúng ta có hai cái quai hai bên, hai cái lỗ để mà chúng ta thọc tay vào chúng ta xách này hai bên đó. Tại vì chiếc loa này nó nặng quá cho nên cũng không ai mà thiết kế được cái quai xách gì, không quai xách nào chịu nổi chiếc loa này cả, rất là nặng. Chỉ làm hai bên, nếu mà tôi làm thì làm quai xách hai bên như thế này thôi chứ còn không cách nào mà người có thể bưng chiếc loa này nổi. Nhưng mà nó cũng vẫn rất là dễ di chuyển, hai người hai bên thì rất là dễ di chuyển nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần kích thước của chiếc loa này. Về cái kích thước của chiếc loa sách tay này có, nó có model là AR1003, cũng là cái thương hiệu Canayo của Đại Phát Vĩnh Lộc. Này. Nói chung là những cái dòng loa sách tay đa số ở bên mình là bên mình tự thiết kế, sản xuất và phân phối toàn đường ra thị trường nha. À, chứ không qua bất kỳ bên nào đó nha. À, quý vị có thể liên hệ để xem một số cái mẫu loa khác. Còn một số mẫu loa nữa thì hôm sau mình cái buổi live hôm sau thì mình sẽ giới thiệu một số cái mẫu loa nhỏ hơn nữa. Nhưng nhỏ hơn nữa thì chỉ mục đích để gọi là giải trí thôi, chứ còn thực sự ra thì nếu mà kêu mà hay về cái chất lượng hay thì chắc không lại mang máy sách tay này. Hôm nay mình giới thiệu trước những cái loa sách tay này trước để quý vị và các bạn, các anh chị cùng theo dõi để chúng ta có thể lựa chọn một cách tốt nhất, một sản phẩm nào mình ưng ý nhất để mình có thể đến đại shop hoặc là mình đặt hàng trên các sàn thương mại để mình xem, mình tiếp tục thử xem như thế nào. Đó. Và cái chiếc loa kéo Pro, cái chiếc loa kéo này có model AR1003, có cái chiều dài là 63, chiều dài 63, chiều rộng là 38 và chiều cao là 30. Alo. Đó, chiều rộng, chiều cao 30, cân nặng nó là hơn cái chiếc loa hồi nãy 6 kg là có nghĩa là 17 kg và đây chiếc loa này là 23 kg. Này 23 kg. Nói chung là cái thiết kế bên ngoài thì nhìn nó hầm hố như vậy thôi, nhưng mà khung chẳng có gì cả. Nói chung là quan trọng là cái chất lượng âm thanh, quý vị có thể nghe, có thể đánh giá được nó qua chất lượng âm thanh thôi. Ở đây chúng ta cũng có hai cái micro đi kèm, một dây sạc, một cái remote, nó cũng là kim loại. Micro bỏ đa số ở đây là trên tay là bỏ kim loại nha chị. Cái hai bên, hai cái lỗ cầm hai bên. Nè. Rồi bây giờ mình đi đến cái phần cho nhanh đi, mình test cái phần nhạc trước đi. Chúng ta cùng nghe thử cái chiếc loa 2,5 đôi này nó đánh như thế nào nha. Tại vì cái lưới này nó bắt bít rồi cho nên tháo ra nó hơi cực, cho nên quý anh chị cũng yêu cầu là phải mở cái lưới này xem cái bát phía trong nha. Vâng, thưa anh chị, thì có mới 50% thôi, 50-60% thôi, mà đập cỡ đó thì anh chị có thể thấy là cái sức công phá của chiếc loa này như thế nào. Mới có 50-60% thôi chứ không có nhiều. À. Rồi bây giờ chúng ta test mic này. Chúng ta hãy xem thử chất lượng mic của anh này như thế nào. Mỗi dòng micro, thưa quý anh chị, mỗi dòng micro là có mỗi chất lượng khác nhau nha, nó ăn thua không dựa vào các cái đầu thu ở phía trên micro. Đây mình đã nói là ăn thua không là dựa vào cái đầu thu này. Đó. Chứ không phải là micro nào như micro nào nha. Cứ anh chị có cần cái sự tư vấn rõ ràng về từng cái bộ phận, từng cái chi tiết của những cái chiếc loa này thì có liên hệ trực tiếp đại shop hoặc là để comment phía dưới shop liên hệ lại quý anh chị nha. À,
hợp chúng ta hãy cùng nghe thử chiếc loa này, chất lượng micro, chất lượng xử lý âm thanh của tiếng mic nó như thế nào. Rồi giờ có echo, chúng ta nghe reverb thử cái đầu kiến của cái reverb nó có như chiếc loa khác không nha. Rồi quý anh chị có thể nghe không ạ? Nói chung là reverb là cái công nghệ mới của một số cái mẫu loa sau này và đa số mẫu loa sau này luôn. Có nghĩa là reverb nó hỗ trợ cái tiếng hát một cách nhẹ, có những là có nghĩa là hát không hay thì cũng có thể là nó sẽ nâng lên một tầm khoảng là 40-50% mà nó hay thôi. Đó là cái công nghệ mới. Ngày xưa thì chỉ có echo thôi chứ không có reverb như ngày nay nha. Ngày nay là có reverb, đa số những chiếc loa này bây giờ là có reverb hoàn toàn. Quý chị có thể nghe thấy cái reverb như thế nào và tiếng echo gọi là nhái như thế nào. Khi mà chúng ta kết hợp trộn hai cái hiệu ứng này lại thì sẽ tạo ra một chất lượng âm thanh, chất lượng giọng hát rất là hay. Cái phần mở phần nhạc ra, phần nhạc nghe bị rè. Cái phần nhạc kia bị rè hay sao? Nói chung là ở đây chúng ta cũng bị nhiều cái tác dụng thôi, chứ còn thực chất cái like thì quý chị ngồi nghe tiếng nhạc thôi, chứ từ chắc ra cái chất lượng âm thanh đó quý chị nghe không rõ đâu. Đây này, cái phần micro này chúng ta tôi đang đeo một cái phần thu âm, cái này sẽ gây ra cái tiếng rè, cái tiếng rè từ cái like, quý chị thông cảm nha. Mà không có cái này thì tôi nói không rõ, quý chị không nghe không rõ đâu. Chị thông cảm nha. Còn anh chị muốn nghe trực tiếp á, thì yêu cầu shop qua cho anh chị một cái video trực tiếp không qua live, test trực tiếp cái loa cho anh chị nghe. Còn qua cái live thì chắc chắn một số cái chất lượng âm thanh nó sẽ bị méo đi, nó sẽ sai đi. Cái phần này hỗ trợ tiếng nói thôi. Nhưng còn anh chị thông cảm điều đó, tại vì một số anh chị là phản ánh là cái loa trên live nó nghe nó bị rè, thật sự ra nó không rè, do một số chất lượng video mà mình chưa đang tìm cách khắc phục và cải tiến. Cái chất lượng âm thanh trên cái video á, live đó, mình không có cái này thì mình nói không được, nói được nghe rất là nhỏ, còn mà có cái này vào thì mở nhạc và mở nói micro thì nó thì lại bị rè. Quý chị đừng có ý kiến cái vấn đề này cho mình nha. Quý hết sức thông cảm, tại vì vấn đề này số cũng không mong muốn. Đó là tại vì cái âm thanh mà khi mà nó pha trộn với nhau rất là khó chịu, chứ không phải là riêng gì cái mặt hàng khác. Thì lo thì nói chung là nó pha trộn cái âm thanh nó tạo ra hiệu ứng rất là căng thẳng trên cái like. Vâng, và vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh chị tổng cộng bao nhiêu mẫu ta? 4 mẫu hết toàn bộ. Là quý anh chị bây giờ có thể, nói chung là like thì quý anh chị có thể xem, nhưng mà có gì có thể trực tiếp quay video trực tiếp qua cho các anh chị xem một số cái mẫu loa mà mình đang giới thiệu đây. Thế còn mà kêu mà chất lượng âm thanh mà các anh chị đưa ra mà anh chị nói là nó bị rè thì không đúng, có gì thông cảm cho nó nha.